dinh dưỡng cho bà bầu trong 3 tháng đầu mang thai. Như các bạn đã biết thì chế độ dinh dưỡng cho bà bầu trong 3 tháng đầu mang thai là rất quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển của thai nhi. Do vậy, ăn gì trong 3 tháng đầu? Trong video này, mình sẽ nói sơ về 10 thực phẩm tốt nhất cho bà bầu trong 3 tháng mang thai đầu tiên. Và thứ nhất là bà bầu nên chọn ăn các loại thịt màu đỏ, ví dụ như thịt bò hoặc là thịt nạc, lợn nạc. Đây là những thực phẩm có chứa nguồn vitamin, nguồn sắt rất nhiều. Và bổ sung những loại thịt đỏ trong thực đơn ăn uống của bầu sẽ giúp bổ sung máu và tránh tình trạng thiếu máu trong thời gian mang thai. Ngoài ra thì trong thịt bò còn có nhiều protein và vitamin B6, vitamin B12, kẽm và choline. Những chất này rất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi, đặc biệt là trong quá trình phát triển của não của bé. Đặc biệt, bà bầu ăn thịt bò còn giúp giữ ổn định lượng đường trong máu, giúp bà bầu có sức đề kháng tốt và tránh được bệnh tật. Tuy nhiên khi ăn thịt bò thì các bà bầu nên chọn những loại thịt bò nạc và nên ăn điều độ để tránh tình trạng dư thừa cholesterol trong máu. Đồng thời cần tuyệt đối tránh những món làm bằng thịt tái sống hoặc là thịt bò khô tẩm gia vị cay nóng. Các bạn nên chú ý bò thì các bạn nhớ lựa thịt tươi và thịt nạc còn tươi, và nấu thì phải nấu cho chín kỹ, các bầu không nên ăn tái nhiều. Nhóm thực phẩm thứ hai đó là thịt gia cầm, đặc trưng là thịt gà. Thịt gà thì có chứa lượng chất sắt giúp tạo ra tế bào máu đỏ và giúp cho cơ thể bà bầu có đủ oxy. Ngoài ra trong thịt gà, thịt vịt còn có hàm lượng canxi, phốt pho, hay là vitamin A, B1, B2, D cũng như các loại axit nicotic rất cao, hơn hẳn các loại thịt khác như thịt bò, thịt dê. Và thịt gia cầm thì là một nguồn năng lượng cần và đủ để cho bà bầu bồi bổ cơ thể và chăm sóc thai nhi trong bụng. Chính vì thế các bà bầu hoàn toàn có thể an tâm ăn thịt gà cũng như thịt vịt để bổ sung các dưỡng chất cho mẹ và bé. Và các món ăn bổ dưỡng cho mẹ và bé chế biến từ thịt gia cầm đó là canh gà hàm sen, gà tần hàm thuốc bắc. Đặc biệt là các bà mẹ thai nhi thì nên ăn gà tần hàm thuốc bắc, hay còn gọi là gà ác rồi đấy. Ở chợ mua một con tầm mười mấy ngàn đấy. Các bạn mua về hầm với thuốc bắc ăn rất tốt và rất bổ thai nhi. Món cháo vịt với đậu xanh. Và nhóm thực phẩm thứ ba là nhóm thực phẩm rau cỏ có màu xanh đậm. Rau lá có màu xanh thẫm là nói chung là có chứa nhiều axit folic. Đây là một dưỡng chất rất cần thiết cho hệ thần kinh của bé. Nó chống lại những khiếm khuyết và dị tật bẩm sinh ở trẻ em, ngăn ngừa sự mệt mỏi khi mang thai. Và bầu khi trong giai đoạn đầu mang thai thì cần bổ sung nhiều axit folic trong giai đoạn 3 tháng đầu, hoặc là và tốt nhất là nên bổ sung trước khi mang thai, trong những tháng trước khi mang thai, và để giúp cho thai nhi và bà mẹ bầu khỏe, không bị mệt mỏi khi trong lúc mang thai. Các rau đậm có màu xanh đậm, ví dụ như rau pina, rau diếp cá, rau cải son, súp lơ xanh. Nhóm thực phẩm thứ 4 đó là trứng. Trứng là một loại thực phẩm rất dồi dào protein. Ngoài protein thì trứng có chứa nhiều canxi, vitamin D, vitamin omega 3, giúp cho sự phát triển xương và thị giác cũng như là trí não của thai nhi tốt. Và theo nghiên cứu thì các bạn lúc mang thai thì các bạn có thể ăn trứng gà. Các bạn tốt nhất là nên chọn trứng gà tai hoặc là trứng gà ác. Tốt nhất là gà thả vườn, không nên ăn mấy loại gà trứng gà công nghiệp. Và các bạn thường ở trong nhân gian thì truyền với nhau là khi thời gian mang bầu thì các bạn có thể ăn thêm trứng ngỗng. Trứng ngỗng thì nó giúp thai nhi phát triển tốt và giúp cho bé khi sinh ra có làn da trắng hồng. Trứng ngỗng thì đồng thời cũng là một nguồn thực phẩm bổ dưỡng và nó có nhiều năng lượng và chất béo. Do đó khi ăn thì các bạn nên ăn
Trong thai kỳ thì ăn vài bữa trứng thôi, khoảng một tháng ăn một trứng thôi chứ không nên ăn thường xuyên nhiều, vậy nó sẽ giúp, nó sẽ làm cho bà bầu thừa cân. Nhóm thực phẩm thứ năm đó là cá hồi. Cá hồi là một trong những loại cá an toàn và rất giàu dinh dưỡng cho bà bầu trong thai kỳ, đặc biệt là 3 tháng đầu. Trong cá hồi nó có chứa axit không béo, axit béo không no, DHA và rất tốt cho sự phát triển của trí não thai nhi. Nguồn DHA trong cá hồi rất rất nhiều so với các nguồn DHA trong các dinh dưỡng khác. Ngoài ra trong đó cá hồi còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác như vitamin D, vitamin B12, vitamin B, vitamin A, vitamin B6 và các nhân tố vi chất như là canxi, kali, sắt, phốt pho, kẽm, đồng. Vậy trong thời gian mang bầu thì các bạn có thể ăn cá hồi, bổ sung cá hồi. Và lượng ăn thì các bạn có thể ăn tầm 3 lạng mỗi tuần, cũng không nên ăn thường xuyên. Dù trong cá hồi nó có chứa hàm lượng thủy ngân nhưng nó cũng ít so với các loại cá khác. Tuy nhiên nếu ăn hàng ngày thì có thể tích thì cái lượng thủy ngân có thể tích tụ và gây ảnh hưởng không tốt đến thai nhi, nên các bạn ăn tuần thì tốt nhất ăn tầm 3 lạng nó lại thôi, cũng không nên ăn nhiều. Và thứ sáu mình muốn nói tới đó là cây măng tây. Cây măng tây thì thường ở trong ngoài chợ thì hầu như không có bán cái này, thường các bạn vô nhà hàng mới thấy. Măng tây là một loại chất có nhiều chất dinh dưỡng tốt, đặc biệt là cho bà bầu và thai nhi. Tiêu biểu như là chất xơ, đạm, lucid, vitamin các nhóm K, C, A. Đặc biệt trong măng tây có chứa axit folic rất lớn. So với các loại rau khác thì trong măng tây thì nó chứa lượng axit rất cao. Nên khi mang bầu các bạn có thể tìm mua măng tây ăn. Hoặc là bạn có thể trồng măng tây. Măng tây khi trồng thì bạn trồng từ nếu trồng từ hạt thì tầm lúc từ lúc trồng đến lúc mà thu hoạch thì tầm 6 tháng mới có thể ăn được. Nếu nhà các bạn đất rộng mà có cái hộp măng bầu hay là bổ sung dưỡng chất cho bà bầu thì các bạn có thể trồng trước đó 6 tháng. Và bình thường thì các bạn trồng măng tây ăn cũng rất tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người trong gia đình. Và thực phẩm thứ 7 đó là các loại hạt. Hạt đó là hạt hạnh nhân, bí, cương dương, hay là ấp chó, đậu phộng. Đây là sản phẩm có chứa dồi dào chất sắt và giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu ở bà bầu trong thời kỳ mang thai. Ngoài ra các loại hạt cũng chứa nhiều axit béo, omega 3 và rất tốt cho sự phát triển của trí não thai nhi. Thứ 8 đó là các loại hạt nhà đậu, ví dụ như đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu trắng. Đây là những loại đậu có rất tốt cho sức khỏe của bà bầu. Hầu hết các loại đậu này đều chứa protein, chất béo và khoáng chất. Ngoài ra nó cũng chứa như canxi, sắt, kẽm, beta carotene, vitamin B1, B2. Đặc biệt vitamin B1 rất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi và của bà mẹ trong thời gian mang bầu. Đặc biệt là vitamin trong các loại hạt đậu thì nó chứa hàm lượng lớn vitamin K. Đây là một loại vitamin đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển hệ thần kinh trung ương cũng như sức khỏe xương và cơ bắp của thai nhi. Vì vậy trong thời gian mang bầu thì các bạn không nên bỏ qua cái nguồn thực phẩm từ các loại hạt nhà đậu. Thứ 9 đó là sữa và các chế phẩm từ sữa. Trong sữa thì có và các chế phẩm từ sữa nó có dồi dào canxi cũng như dưỡng chất vô cùng quan trọng giúp cho sự phát triển của hệ xương, răng và cơ bắp của thai nhi. Bổ sung canxi thì nó giúp ngăn ngừa sự phát triển sự loãng xương ở bà bầu trong và sau khi sinh. Đặc biệt trong sữa chua nó có các loại vi khuẩn rất tốt để giúp tăng cường khả năng miễn dịch cũng như hấp thụ các chất dinh dưỡng trong cơ thể giúp ta. Thực phẩm thứ 10 đó là các loại quả giàu vitamin C, ví dụ như cam, chanh, vít, bưởi, là mận, xoài. Các loại thực phẩm này không chỉ giúp làm sạch miệng mà còn kích thích khẩu vị của bà bầu. Đặc biệt là trong thời kỳ mang thai thì như các bạn biết thì bà bầu thường rất thèm chua.
đây là dấu hiệu của việc thiếu các chất thiếu vitamin C trong thai kỳ, nên các bà mẹ lúc mang bầu thường hay thèm các thức ăn này. Thì tóm lại, trong thời gian 3 tháng đầu mang thai kỳ, chế độ dinh dưỡng của bầu ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển của thai nhi sau này. Do đó trong 3 tháng đầu thì các bạn nên chú ý bổ sung những thực phẩm mình đã nêu trên. Đặc biệt là khi ăn thì bạn nên chọn và rửa sạch, không nên rửa hay là ăn sống như thời gian chưa mang bầu được. Các bạn nên vì những em bé tương lai sau này.